Tàng Ngố TV kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ngành xa nha. Lời nói đầu tiên cho Tàng Ngố TV gửi lời chúc sức khỏe nha. Hôm nay Tàng Ngố TV sẽ đi tiếp tục đi thăm những chiếc 70 đồng đường mòn của Tèo nha. Thì nãy Tèo có thăm một cái mà nó không chạy nha mọi người. Đây là cái giỏ sách của Tèo để đựng số rập của Tèo nha. Đó. Thì ở đây là cái cánh đồng lúa chín nha mọi người. Thì giấc này Tèo đi quay hơi sớm thì giấc này nó khoảng nè 4 giờ 46 phút nha mọi người. Thì Tèo phải siêu quay sớm thì về Tèo đi làm nha. Thì Tèo gài theo cặp cái miếng lúa này nè. Đó. Ở bên kia thì là cái miếng dưa hấu á mọi người. Để hồi nữa là đặng Tèo quay rõ ràng hơn cho mọi người cùng xem nha. Thì hôm nay thì Tèo quay sớm thì có tối gì mọi người thông cảm nha. Thì Tèo gài gặp theo cặp mí lúa này. Không có đặt mồi nha mọi người. Mời mọi người cùng xeo theo Tèo đi thăm những chiếc bẫy chuột của Tèo nha. Đây cái bẫy của Tèo nè. Đó. Thì đây dài dài đằng kia thì Tèo cũng có cắm ra dài ba cây đó mọi người. Thì bên đây là cái miếng dưa hấu của người ta nè mọi người. Nè. Đó. Dưa hấu này nó cũng không được trúng lắm nha mọi người. Trái cũng nhỏ không à. Thì ban đêm mày Tèo quay nó cũng không có rõ lắm. Rồi cái đầu tiên luôn mọi người ơi. Ta xem như thế nào nha. Rồi cái đầu tiên không chạy mọi người ơi. Đây cái đường mòn Tèo gà chỗ này nè. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi. Đây cây bẹo là cắm ở đây nè mọi người. Đó. Cây bẹo tao cắm đây là Tèo làm dấu á. À, cái tiếp theo luôn mọi người ơi. Rồi đây chạy nè mọi người. Nè. À, chạy chuột mập ú luôn nha. Đây nè mọi người. Đó, ngon lành. Đó, chuột đồng nha mọi người. Đó, chuột được mòn là chạy chuột ú gì không nè. À, bên đây thì là cái miếng lúa nè mọi người. Lúa thì đã chín hết rồi. Chắc mai mốt gì người ta cắt hả mọi người ơi. Thì Tèo có thời gian cảnh hay Tèo đi quay cảnh bắt chuột cắt lúa cho mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip của Tèo nha mọi người. Tèo xin chân thành cảm ơn mọi người. À ở đây một cái nữa nè mọi người. Xem như thế nào nha. À đây chạy luôn nè mọi người. Chạy mà cái con chạy con này con nhỏ xíu mọi người ơi. Nè. Chạy bé tí. Rồi, một con tiếp theo. Thì Tèo đi quay thì Tèo quay khoảng gần một đoạn vậy đó mọi người. Tèo quay lại thì Tèo gom dập lại nha. Để Tèo ghi hình cho mọi người cùng xem. Rồi Tèo ngồi nữa Tèo tắt máy thì Tèo quay tiếp. Thì cái miếng lúa này nè mọi người, nó chạy dài tới tuốt ở trong kia luôn mọi người. Nó dài qua tới bên đây. Đó, bên đây thì cái miếng dưa hấu. Đây dưa hấu nè mọi người. Đó, cái trái dưa hấu mọi người xem đó. Thì cặp bên đây thì cái miếng lúa và miếng đậu. Thì cái bờ này nó cũng cao lắm nha mọi người. Thì chuột nó sẽ đi trên cái bờ này nè. Ở trong cái bờ này nó ra lúa, nó ăn lúa nha mọi người. Thì Tèo gài theo những cái đường mòn của chuột nó đi để lại có đường á mọi người. Thì Tèo gài theo cái đường đó. Thì cái này không chạy mọi người. Thì tối nó đi nó xuống ăn lúa thì nó sẽ chạy vô cái rập mình nha mọi người. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi. À, đây là có con gái nè. Nó Tèo đi ngang luôn. Xém lạc luôn. Này chạy nè mọi người. Đó, ngon lành nha. Một em nữa, em này chuột lứa nha mọi người. Đây, chuột này mấy anh em bẫy rắn là nhìn kết lắm nha mọi người. Chuột này đặt mồi làm bẫy rắn là ngon lành lắm nha. Thì Tèo gài giấc này thì Tèo quay nó không gõ hung nha. Hồi nữa có trời có sáng ấy, thì Tèo quay những cái đường mòn gành ghẻ cho mọi người xem cái cách của Tèo gài đường mòn như thế nào. Và cái đường mòn chuột nó đi ra sao cho mọi người xem, mọi người giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi nha mọi người. À,
Và ở đây là có một cái nuôi người đây. Xem như thế nào nha. Rồi, cái này không chạy mọi người ơi. Cái này im ru. Không chạy nha. Thì ở đây là có cái hang bự lắm nè mọi người. Tèo quay cho mọi người xem nè. Đó, cái hang chuột nè mọi người. Đồn trà bá luôn nha. À, bây giờ thì 5 giờ nha mọi người. Đây. Đó. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi. Ở đây thì tèo cũng có một cái ở đây nữa nè. À, thì cái này chạy luôn nè mọi người. Cái này chạy chuột lứa nha. Chuột con đó mọi người, chuột nó đi ăn được rồi nè, là mình gọi là chuột lứa nha. À, ngon lạnh. Chuột lứa thì bắt chuột lứa. Chuột này nó phá hại mùa màng dữ lắm nha mọi người, cho nên tèo sẽ bắt hết luôn. Ở đây một cái nữa mọi người. Cái này thì nó không chạy nè nha. Nó phá hại mùa màng dữ lắm cho nên tèo bắt để tiêu diệt nó. Rồi, ở đây mọi người ơi, không chạy luôn. Thì tạm thời tèo thăm á, thì tèo để theo cặp cái đường đi gì nè. Thì tèo quay khoảng một đoạn vậy đó, và tèo sẽ tắt máy, tèo sẽ đi gom rập lại. À, rồi tèo sẽ review thành quả một đoạn đó cho mọi người cùng xem. Chứ mỗi cái thì tèo mỗi bỏ vô vỏ thì nó mất thời gian lắm nha mọi người. Thì cái này không chạy luôn. Cho mọi người xem. Chứ cái nào thì tèo cũng bỏ vô vỏ thì tèo xách đi thì nó lâu lắm. Và ở đây một cái nữa. Không chạy luôn. Và ở đây một cái tiếp tục nữa. Cái này xem sao. Rồi, cái này cũng không chạy luôn. Rồi, cái đồng chuột của nó nè mọi người. Đó. Nó đồng ba cái đất ra. Nè cái hang này nằm trong đây nè mọi người. Đó, cái hang đó mọi người. Hang chanh bành luôn. Chà bá luôn. Đây thì có hai cái liên tục luôn nha. Nè. Thì tờ cắm hai cây nè. Đó. Cái này không chạy luôn. Ở đằng đây một cái nữa. Rồi, cái này chạy con chà bá luôn nè mọi người ơi. Ôi ngon lành ngon lành ngon lành. Nãy giờ trong chờ có nhiêu đây. Nãy giờ cũng mười mấy hai chục cái rồi mọi người. Không dính nha. Nè. Ôi hết biết nó đã chưa. Chà bá luôn. Bít cái lòng luôn mọi người. Thứ nãy con chuột này thì chứ. Con chuột này là con chuột cái nha mọi người. Mà nó bự vậy đó mọi người. Ghê chưa. Rồi tiếp theo đó mọi người ơi. Đây tại còn được ba cái nha mọi người. Ba cái nữa thì là hết cái khu vực chỗ đám lúa kế bên cái miếng dưa hấu này nha mọi người. Thì tèo sẽ đi qua khu vực khác. Tiếp tục luôn. Cái này ở đâu rồi? À, cái này thì nó không chạy mọi người ơi. Không chạy. Cái tiếp theo. Không chạy luôn. Và đằng đây tèo còn một cái ở đây nữa. Rồi, cái này cũng không chạy luôn. Có sập mà nó không dính mọi người ơi. À, đây cây nè, ở đây cây nè. Ở đây còn cái nữa mọi người. À, đây dính chà bá nữa mọi người ơi.
Ôi hết biết chưa nè mọi người, con chuột khứ ngái luôn nè mọi người ơi. Nè cái này mới gọi là bích cái lồng nè mọi người. Ôi, chạy nguyên đêm xỉn nỉn rồi hả? À, biết chưa nè, khủng khiếp chưa, bích cái lồng luôn. Con chuột này chừng chừng 2 lạng là xiên nha mọi người, ở dưới quê đây gọi là 200 gram nha. Đó ngon lành nha mọi người. Rồi vậy là khu này nè hết gặp mọi người ơi. Để tèo lại là cái vỏ của tèo tèo gom gặp lại coi dính được mấy con cái khu vực này nha. Rồi mọi người ơi, cái đoạn từ cái đầu lúa đằng đây nè mọi người, dài tới lại tới hết chỗ đường tèo đứng đó, thì cái đoạn rập này nó chạy được có 6 con chuột hả mọi người ơi. Thì cái đoạn gập này cỡ 26 cái 27 cái nè mọi người, thì nó chạy được có 6 con à. Thì cái đoạn rập này nó chạy hơi yếu nha, nó chạy được 3 con chuột bự nè với 3 con chuột nhỏ xíu à mọi người. Đó thì nó chạy được có 6 con thôi. Rồi và qua bây giờ tèo sẽ tiến hành tèo đi qua cái khu vực bờ bên đây nha mọi người, tuốt bên đây nè, đó tuốt bờ bên đó đó. Tài sẽ tiếp tục tàu thăm cho mọi người cùng xem nha. Rồi mọi người ơi, tới cái khu vực bên đây nè mọi người xem nè, ở bên bên đây thì toàn là cỏ không nha mọi người. Bên đây thì ruộng lúa bên đây nè mọi người. Đó, bên đây là ruộng lúa nè, ruộng lúa chín nè. Thì từ cái miếng cỏ này nè qua miếng lúa này nè, nó có cái bờ ranh cũng cao cao nha mọi người. Thì tèo sẽ gài bắt theo cái bờ ranh này nè, chẻ theo cái miếng lúa này vô trống, thì tèo sẽ gà theo bờ ranh cao này dài vô tới hết cái miếng lúa này, đụng tới cái bờ phai cao trong đó mọi người, phai môn á, ở quê tèo thì gọi là phai môn nha, còn địa phương khác thì gọi là phai cao nha mọi người. Đó thì đây vô trống thì tèo hoài gài khoảng chục chừng chục hơn chục cái nha. Thì tèo sẽ thăm được cái đoạn này cho mọi người xem coi dính được mấy cái nha mọi người. Còn ở trên đây nè, ở trên đây thì cái bờ thủy lợi nè mọi người, bờ thủy lợi đây dài lại tới đằng kia luôn, múc múc đằng kia thì tèo có gài rồi mấy ngày trước, bây giờ thì tèo sẽ không gài cái đường này nữa. Ngày qua thì tèo sẽ đi gài theo chẻ theo những cái lối ranh mà cặp miếng lúa bờ ranh nào cao cao tí thì tèo sẽ gài chẻ vô. Kìa tèo kiếm chuột ở trong cái miếng cỏ này nè mọi người, nó đi vô lúa nó ăn lúa rồi. Mà mọi người đi thăm bẫy chuột tiếp tục nha. Thì cái đoạn này tèo không có cắm bẹo hoa màu vàng nha, thì tèo cột cỏ không à. Rồi, cái đầu tiên có sập nhưng mà nó không dính nha mọi người. Cái thứ hai đây, cái đường mòn gần rảnh rồi mọi người đó, cái thứ hai không chạy luôn. Thì cái miếng cỏ này, miếng cỏ này nó lớn lắm mọi người, nó rộng qua tới bờ bên kia luôn mọi người, xa lắm, cho nên chuột nó sẽ trú ẩn trong đây nè. Nó qua cái miếng lúa này nó chạy qua chạy lại thì nó sẽ ăn lúa, thì nó qua lại cái bờ ranh này nè thì nó tạo thành một cái đường mòn, cái lối đi á mọi người. Theo tèo gầy gặp thì tèo gọi đó, đó là cái đường mòn nha. Nè thì cái bẹo tèo cắm nè, dính nè mọi người. Này cái lối đi của nó có cái đường cỏ dẹt này, dẹt một lần nha mọi người, đó gọi là đường mòn chuột nè, đây dính nha mọi người. Đó chuột đồng nha mọi người, chuột đồng rất là sạch nha, chứ mọi người đừng nghĩ chuột là dơ nha, chuột nó ở ngoài đồng nó ăn lúa ăn cây ăn cỏ ngoài đồng không à, cho nên gì đó thì nó rất là sạch. Ở đây một cái nữa mọi người, cái nữa thì cũng dính luôn nè, nè dính, mà ở đây là dính chuột lứa nha mọi người. Đó thì tèo tạm thời tèo để trên cái bờ ranh gì đi, thì tèo thăm thăm hết một đoạn thì tèo quay lại tèo sẽ gom. Thì ở đây tèo có một cái nữa nè không chạy, thì cái miếng lúa này nè mọi người đã chín hết rồi, miếng lúa này rộng lắm. Đó, đây dài qua tới bên kia, thì cái bờ bên kia hồi nãy tèo đi bên kia là cái miếng dưa hấu bên kia mọi người.
Còn bên đây thì phai cao nè, phai cao là phai môn nha mọi người. Còn ở đây thì miếu của ông Tà ở địa phương Tèo nha, đây gọi là miếu ông Tà. Còn cái khu vực bên đây toàn là lúa hết cái miếng cỏ này nè, bên kia là lúa không luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi, là ở đây là có cột ở đây một cái nữa, cái này không chạy, ngon lành quá mà nó không chạy đường này. Thì chuột nó chạy nó cũng có nhiều đường lắm nghe mọi người, chạy qua chạy lại đông lắm, thì mình gà mình đón thôi chứ mình không biết tối thì nó chạy nó đi đường nào, thì mình đón cái đường vậy thôi. Thì nó chạy ngay gặp thì nó dính, còn nó chạy kế bên thì không dính thì thôi, chứ biết làm sao giờ mọi người ơi. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, ở đây không chạy luôn. Thì ban đêm thì Tèo quay có gì không rõ thì mọi người xem thông cảm cho Tèo nha. Thì mấy ngày nay thì Tèo cũng bận đi làm quá cho nên Tèo cũng không có thời gian để quay ban ngày rõ hơn cho mọi người xem. Thì ở đây Tèo còn được mấy cái là đụng tới bờ môn nè mọi người, bờ phái cao rồi nè, phái môn rồi nè. Đó. Xem như thế nào nha mọi người. Rồi, cái này không chạy luôn. Ở đây một cái nữa cũng không chạy luôn. Đây một cái nữa nè mọi người, không chạy nha. Đây, cái đằng đây chạy nè. Đó, cái này chạy chuột lứa mọi người. Lứa thì lứa, bắt luôn. Đây, đó, mọi người thấy chưa? Cái đường mòn nó đi nè. Đi rất là bóng nè, loáng lắm. Rồi một con nữa. Thì Tèo cũng đi qua tới bờ bên đây nghe mọi người. Thì Tèo bật máy lên nè. Thì cái đầu tiên thì Tèo thấy nó dính nè mọi người. Đó, một em nữa nha. Thì cái đường nè, cái đường này thì Tèo gài theo những lối ranh nhỏ nghe mọi người. Ở đằng kia thì cái đám cà bắp là người ta đã thu hoạch lâu rồi mọi người. Hồi nữa là đằng này Tèo sẽ quay cho mọi người xem chi tiết hơn nha. Đó, một cái. Thì Tèo vừa bật máy lên thì Tèo thấy nó dính luôn. Thì ở đây Tèo có một cái nữa nè. Đây, cái này không chạy nha mọi người. Thì Tèo sẽ đi lại cái bờ ranh này cho mọi người cùng xem. Cái bờ ranh này xuống dưới đây thì ở dưới đây là cũng có là một miếng lúa nè nha mọi người. Lúa mà lúa miếng lúa này quá cỏ rồi mọi người ơi. Nè. Bị chết lúa hay sao đó Tèo cũng không biết nên sao người ta không dậm lên nè. Lỗ hang không à. Đó. Mọi người xem nè. Còn là cỏ không à, lúa thì ít nha. Còn bên đây thì nguyên bên khu vực bên đây thì toàn là cỏ không chứ không có miếng lúa nào luôn. À, trước mặt mọi người cái đèn đỏ đỏ đó là cây cầu Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Đó. Thì nhà Tèo thì cũng gần cầu Cao Lãnh chứ không xa. Thì đây mọi người ơi. Cái miếng cà bắp người ta đã thu hoạch rồi nhưng mà nó còn cây nó còn lên lại nè mọi người. Rất là cỏ um tùm nha, tuốt dài tới bờ cao tuốt chung kia luôn mọi người. Đó, thì Tèo sẽ gài quay cái bẫy, quay cái miệng bẫy chuột ở 10 quay vô cái đám cà bắp này nè. Mình sẽ hứng chuột ở trong đó nó đi ra thì nó xuống miếng lúa này nó ăn lúa. Thì nè mọi người, đây một cái nữa nè mọi người ơi. Đi ra nó ăn lúa thì nó chạy theo đường mòn thì nó sẽ dính nha mọi người. Thì ở đây cái đường mòn ngon quá mà nó không chạy nha mọi người. Mòn gành gảnh luôn nha. Chuột thì nói chung thì có con dính có con không, nó cũng khôn lắm mọi người ơi. À, đây Tèo có gài dài dài ở đây. Thì bữa nay thì Tèo gài không có bờ ganh, không có bự lớn nha mọi người, gài bờ ganh nhỏ thôi.
Và ở đây thì lại có một cái nữa, bờ ganh nhỏ thôi. Hôm trước thì tèo gài bờ ganh lớn rồi, bờ thủy lợi lớn á, nay thì tèo trẻ theo những cái lối ganh nhỏ. Đây dính nè mọi người đó, thì bữa nay dính chuột bẫy rắn cũng bộn nha mọi người. Này này chuột bự thì ít quá. Đây một con nữa, thì tèo sẽ ghi hình cái đoạn này cho mọi người xem coi được bao nhiêu con, rồi hồi nữa tèo sẽ quay lại tèo gom gặp là sao. Và ở đây một cái nữa không chạy luôn mọi người ơi. Thì cái đám cà bắp này nè, thì ở trong đây toàn là cỏ không, thì bờ đám cà bắp này thì lúc nào nó cũng cao, chuột nó vô đây nó sẽ làm ổ trong đây được nha mọi người. Thì nó làm ổ trong đó thì tối nó sẽ đi ra. Ồ chà báo luôn nha mọi người ơi, xuống 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 nè ngồi xem nè, để tèo cầm lên cho nó thấy nó rõ nét hơn nha. Trời ơi đây nè, con chuột này từ giá 200g, hai lạng á mọi người, hết biết chưa, chà bá luôn nè. Con chuột này là chuột giái nha mọi người. Trời ơi cái đụng trứng giái nó nè, cũng khó quay quá mọi người ơi. Đó nè, hết thế chưa, chà bá luôn. Bít cái lồng nè, này bít cái lồng là có thiệt luôn nha mọi người, khủng khiếp. Rồi tạm thời để chú này ở đây đi, thì tèo sẽ tiếp tục để thăm hết cái đoạn đường này. Và ở đây một cái ở đây nữa, đây chạy luôn mọi người ơi, ngon lành ngon lành ngon lành nè. Xem nè, đó dính nè, chuột ú u luôn. Chuột này thì nó không có bự nhưng mà nó rất là mập nha mọi người nè. Tròn quay nha mọi người, xem cái đầu đó nè, cái đầu nhỏ xíu à nhưng mà cái mình nó tròn quay à. À ngon lành. Cái đám cà bắp này móc móc lại chắc kiếm nấu canh chua ăn được mọi người, nó cũng có trái non nữa nè. Rồi tiếp tục luôn, thôi của anh ta để cho anh ta đi, tại vì nói vậy thôi. Tiếp tục xem như thế nào. Hui. Rồi, cái này không chạy. Thì cái bờ cà bắp này nè, dưới cái bờ lúa này nè thì nó cao lắm nha mọi người. Ở dưới đây thì miếng này là miếng lung. Mọi người xem nè. Thì lúa ở đây thì nó chín hết rồi. Thì chắc ngày mai mốt gì chắc người ta là đem máy vô người ta cắt mọi người ơi. Và ở đây một cái nữa, đây không chạy mọi người ơi. Thì khi người ta cắt lúa thì tèo có thời gian rảnh được á, thì tèo sẽ đi quay cái cảnh bắt chuột cho mọi người xem. Những thanh niên ở quê tèo đi bắt chuột đồng. Cái bẹo ở đây mà cái gặp ở đâu tèo đi kiếm. Đây đây mọi người ơi, làm hết hồn xíu nó đạp luôn rồi. Đây dính chà bá luôn nè, chuột này chuột cái mọi người ơi, chuột cái mà nó bự gì nè. Chạy nguyên đêm khờ đậu chứ nè, ngon lành nha mọi người. Đó đã chưa, rồi giờ không mày mọi một em nữa. Tính ra cái khu cà bắp này dính có lý hơn cái khu lúa anh kia mọi người. Cái miếng lúa mà kể cái miếng dưa hấu á, nó không chạy mạnh không, làm như cỏ nó bịch quá rồi nó không chạy, không chạy mạnh. Ở đây thì tèo có hai cái, ở đây một cái, cái này không chạy. Ở đây một cái nữa, thì cái này chạy nè mọi người, chạy con nào con nấy ú ú ú không nghe nè. Cái đầu thì nhỏ xíu à mọi người, mọi người xem nè, nhưng mà cái mình á tròn quay đó mọi người biết là nó ú à. Cái chuột này
chuột này nó có con mọi người ơi, ở trong bụng nó có con á đó. Đó, cái bụng chà bá luôn rồi. Tạm thời để chú mày ở đây đi, rồi ở đây thầy có một cái nữa mọi người ơi, hui chạy luôn ngon lành. Trời ơi đi cái đường mòn bự quá mà không chạy chuột bự ta. Cái đường mòn mà láng mà rộng á mọi người là thường thường á là chuột lứa không à, lứa nó đi đông á, số lượng đông á thì nó sẽ thành một cái đường mòn lớn và láng. Bởi vậy muốn gài chuột bự, chuột nói chung là chuột dái á mọi người, thì được cái đường mòn nhỏ thôi là nó sẽ chạy chuột dái và chuột to to. Rồi để Tèo kết thúc cái đoạn này để Tèo gom gặp lại coi được bao nhiêu con cho mọi người xem nha. Rồi mọi người ơi, cái khu vực cái miếng cà bắp này thì ở đây thì được 14 con ở 14 cái gặp, 14 cái bẫy nha mọi người. Thì nó chạy được 2 4 6 7 con. Đây mọi người, chạy được 7 con nha. Trong số 7 con đó thì có hai con rất là bự nha mọi người. Nè. Hai con bên đây nè, muốn bít cái lồng luôn mọi người. Đó. Còn 5 con còn lại thì nó cũng giòn giòn nha, nó cũng ngon lành lắm nha mọi người, cũng mập lắm. Trong số đó thì có con này nó cũng có cái bụng nè mọi người, cái nó có hà nam trong á. Thì chuột con ở trong bụng á thì Tèo gọi là hà nam nha. Thì ở đâu gọi sao thì Tèo cũng không biết, ở đây địa phương Tèo thì Tèo gọi trong đó là hà nam. Chuột con ở trong cái bụng đó thì gọi là hà nam. Rồi, vậy là cái điểm này Tèo bẫy được 7 con. Rồi, Tèo mời mọi người đi qua cái khu vực lúa bờ bên đây. Nó bờ tuốt bên đây nè mọi người. Đây, trời giấc này cũng đã sáng rồi mọi người ơi. Đây, bình minh sắp bắt đầu lên. Rạng đỏ đỏ lắm mọi người, rất là đẹp nha. Đó, mọi người xem nè. Còn bên đây thì mọi người thấy cái đèn đỏ đỏ đằng đó đó, hai cái trụ đèn đó là cầu câu lãnh nha mọi người. Cóc nhái ở đường kêu quá trời mọi người ơi. Đó, bình minh lên nha. Rồi, để mà mọi người tiếp tục đi thăm bảy chuột cùng Tèo. Tiếp tục luôn. Đây là dài lên đó thì cũng còn được mấy cái nữa là hết luôn nha mọi người. Đây vô tới cái bờ chuối, cái bờ mà trắng trắng ở trong đó mọi người. Cái bờ đó cao lắm. Bờ đó là chuột cống nhum với chuột cơm nữa. Nó ở trong đó nhiều lắm. Thì bữa hai bữa nữa Tèo sẽ đi lấy chuột, lấy bảy chuột cống nhum, Tèo bảy cống nhum cho mọi người cùng xem nha. Coi nó dính không. Đây Tèo cột gút nè, gút cỏ để làm dấu. Đây mọi người, dính cái gì đây? Ô sao tròn tròn tròn, dính con gì ngộ vậy ta? Đây mọi người, ồ dính con trần nghịch, trần nghịch ốc cao mọi người. Trời ơi, ủa sao mà nó chui vô đây được hay ta. Dính nè mày, cái này nuôi được không ta? Cái này nuôi được mình về mình nuôi luôn nha mọi người. Ngộ ghê chưa. Tiếp tục mọi người ơi. Rồi, tạm thời Tèo để đây đi. Ở đây một cái nữa không chạy, dính luôn con chim luôn, chim trần nghịch ấp cao. Ý, đây mọi người ơi, rồi đi ngang đạp cái gặp luôn nè, dính nè. Ngay cái gù cỏ tà cột bên đây nè, đi tà không để ý á, đạp cái gặp mới hay. Thôi sót cái đập này rồi. Rồi tiếp tục luôn mọi người, dính được một em nữa, ngon lành. Cái khu vực này đây lúa chín hết trơn mọi người ơi, nè chín vàng bông hết trơn. Ý, ở đây có một cái nữa nè, cũng cái gù cỏ tà cột nè, đi qua Tèo sơ ý Tèo không thấy luôn. Này dính đó mọi người, dính mà này dính chuột nhỏ xíu à, bé bé bẹo Tèo teo nhỏ
nhỏ xíu bắt luôn. Tiếp tục luôn mọi người ơi. Đằng đây thì tèo có hai cái đằng đây nè. Tèo cột cái gù cỏ đằng đây. Đây dính nè mọi người. À, chạy đâu khỏi. Ngon lành. À, đã chưa mọi người? Đây, kế bên đây một cái luôn. Cái bên đây có dính không nha mọi người. Đâu rồi ta? À, đằng đây. Dính nè mọi người ơi. Tuốt đằng đây. Ngon lành, ngon lành. Ồ, chuột mập luôn. Quá đã mọi người ơi. Vô. Lại đây cho nó vui. Ở đây là đó, có đồng đội mày nè. Bốn cái được bốn con nha mọi người. Gần đây còn một cái, nó còn một cái. Cái này như thế nào nha mọi người? Ôi cái này dính luôn nè. Ô ngon lành vậy thá. Đó mọi người, chỗ mà cỏ thưa thưa dễ chạy ghê chưa mọi người. Còn cỏ bịch quá nó nhát chạy quá, chạy nó không không mạnh nha. Ở đây có một cái hàng chuột gọi là chuột giái mọi người, đây nè. Đó, tao đặt đây mà nó không chạy nha, khôn quá. Chuột nó đi cỏ thôi thôi vậy đó, nó vàng chạy mọi người ơi. Cỏ bịch quá gài nó cũng không không trúng không nha. Bịch quá nó gặp cái nó không chạy, nó né không à. Còn chỗ trống thì nó sẽ cắm đầu nó chạy á mọi người. Thì nó sẽ dễ dính hơn nè. Nè dính nữa nè mọi người. Mọi người xem nè, cái đường mòn nè. Nó đi nè, bóng lọng luôn mọi người ơi. Nó đi ra cái bờ lúa này nè. Ra đây nó ăn lúa mà. Rồi. Một con nữa. Rồi, xa xa tú đằng kia thì tèo còn một cái nữa nghe mọi người. Đây. Cái bờ chuối để tèo hồi tèo lại cho mọi người xem cái bờ chuối nó cao. Và hang chuột nó đùng dữ lắm nha mọi người. Đó, cái bờ chuối trong đây nè. Thì tèo đón chuột ở trong đây ra đó mọi người. Đây, chạy nữa nè. Nè, ở đây tèo quay cái hang chuột cống cho mọi người xem nè. Hết thế cái hang chưa? Đó, cái đùng chỗ cái ánh đèn của tèo đó mọi người. Chà bá luôn. Đây dài dài ra đẳng là nó đùng vậy không đó mọi người. À, cái bờ chuối này vòng vòng khu vực này nó cao lắm. À, và cái cuối cùng của tèo thì cũng đã dính luôn mọi người ơi. Thì nãy đã dính thì tèo thấy rồi. Tèo đi ngang. Tèo quay cái đường ở cái hàng chuột cho mọi người xem. Nè còn cái đường mòn nè mọi người. Đó, cái đường mòn nó đi nè. Nó mọi người theo cái ánh đèn của tèo á. Đó. Đó. Nó đi quá chừng luôn. Thì không riêng là hang chuột cống nhum nha mọi người, ở đây thì hang chuột cơn cũng rất là nhiều. Nó đi lòn lòn theo mấy cái này nè. Đó, nó đi theo lá mòn nó ra đây nó ăn lúa. À, bắt đầu cái này trời sáng rồi. Thì trời sáng thì tèo cũng đã hết rập rồi mọi người ơi. Rồi để tèo tổng kết cái đường này lại, coi đường này dính được bao nhiêu con. Rồi tèo sẽ tổng kết từ đầu tới cuối lại dính được bao nhiêu con luôn cho mọi người xem. Và thành quả ngày hôm nay tèo bẫy được bao nhiêu chuột đây nghe mọi người. Đây, ngon lành cho mọi người. Đó, 27 con nghe mọi người. Trong số đó thì 26 con chuột và một con ốc cao trần nghịch gì nè mọi người. Đó. Đây nè mọi người. Đây, để tôi quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Quay cái đầu qua đây coi. Đó mọi người. Thì trong số 27 con dính bẫy thì trong đó có 26 con chuột và một con chim. Đó mọi người xem nè. Chuột đã rồi chưa? Con nào con nấy bít bít cái lòng luôn mọi người ơi, nó đã. Rồi vậy thì tài cũng xin kết thúc cái video bẫy chuột ngày hôm nay nha mọi người. Chúc mọi người xem video thờ được thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau của tèo nha. Quá đã luôn mọi người ơi. Mọi người nhớ đăng ký kênh và
cho Tài xin một like để theo dõi những clip săn bắt 70 đồng nha mọi người. Đây, vài ngày nữa thì Tèo sẽ đi quay cái cảnh bắt chuột cho mọi người xem. Người ta cắt lúa mọi người. Đó, cánh đồng này đã chín hết rồi. Rồi Tèo cũng xin chào tất cả mọi người luôn nha.